Hiện nay, nghề bắt ba khía trở thành một nghề mưu sinh của nhiều hộ dân ven biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nghề bắt ba khía không chỉ tạo thu nhập cao cho người dân, mà còn giúp du khách có thể trải nghiệm nét độc đáo của việc bắt và thưởng thức những món ăn từ ba khía. Theo các hộ dân, để bắt được con ba khía thì người thợ phải trang bị đèn pin, thùng và bao tay để vào rừng bắt ba khía. Trung bình mỗi đêm người dân sẽ thu được về khoảng 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Ba khía tươi sau khi bắt về sẽ được bán cho các vựa thu mua để làm ba khía muối. Năm 2019, nghề muối ba khía ở tỉnh Cà Mau được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và thương hiệu ba khía muối Rạch Gốc được nhiều người biết đến và trở thành một món đặc sản được thị trường ưa chuộng.